Thưa quý vị, từ nhiều năm qua, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đã không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành thói quen của đại bộ phận người dân, nhất là các doanh nghiệp. Năm nay, trong bối cảnh sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, công suất sử dụng điện liên tục lập đỉnh mới, trong khi nguồn cung điện hạn chế, khiến nhiều nơi rơi vào cảnh thiếu điện trầm trọng. Thủ tướng Chính phủ phải ban hành công điện kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện, càng cho thấy ý nghĩa của việc thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hoạt động trong lĩnh vực tổ chức hội nghị, tiệc cưới nên nhu cầu sử dụng điện để vận hành hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng của công ty cổ phần Hải Phương, thành phố Vũng Tàu khá cao, có khi lên đến 200 triệu đồng một tháng. Sau khi tìm hiểu công nghệ mới cùng với sự tư vấn của ngành điện, từ năm 2015 đến nay, công ty liên tục cải tạo hệ thống phòng ốc theo hướng tận dụng không gian, ánh sáng tự nhiên, đồng thời đầu tư cho các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện. Nhờ đó, công ty đã giảm được bình quân hơn 50 triệu đồng tiền điện một tháng. Từ lúc cái công nghệ điện LED ra thì nhà hàng đã bắt đầu chuyển dần từ các cái đèn hao điện qua tới hệ thống LED, cho nên cũng giảm được khoảng đến 30-40% chi phí một tháng. Công ty cổ phần Minh An, thành phố Vũng Tàu có 5 sân bóng đá mini và 2 sân tennis cho thuê theo giờ, chủ yếu hoạt động vào buổi tối, nên công ty phải chi phí khoảng 10 triệu đồng tiền điện một tháng. Sau khi được ngành điện tư vấn, công ty đã thay thế bóng đèn LED tiết kiệm điện, nhờ đó đã tiết kiệm bình quân 20% chi phí tiền điện. Thay bóng đèn và thiết bị các cái thì nó không có bị lên cao cái giá tiền của điện được. Với các hộ gia đình, việc tiết kiệm điện cũng được nhiều nhà thực hiện triệt để. Trước đây, gia đình ông Trần Ngọc Hạnh ở thành phố Vũng Tàu mỗi tháng chi khoảng 1 triệu đồng tiền điện. Sau khi được nhân viên điện lực tư vấn cách tiết kiệm điện, gia đình ông Hạnh đã cải tạo thông thoáng nhà cửa, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn, tắt hoặc rút hẳn dây cắm đối với các thiết bị điện khi không sử dụng. Nhờ vậy mà gia đình đã tiết kiệm khoảng 300.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Những cái thiết bị không cần thiết thì gia đình chúng tôi cũng không có sử dụng. Ví dụ như TV hay cái gì đó thì xong là tôi rút ra ngay. Và điện sinh hoạt hàng ngày thì tối đa tôi chỉ dùng khoảng 2 tiếng đồng hồ khi chiều tối mà thôi. Theo thống kê của công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu, sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 5 đạt mức 610 triệu kWh, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng mức này chỉ tập trung ở khối công nghiệp xây dựng do thu hẹp quy mô sản xuất. Còn các khối còn lại đều có chỉ số tiêu thụ điện tăng cao. Trong đó, khối sinh hoạt tiêu dùng tăng đến 16,5%. Chính vì vậy, để giảm áp lực cho hệ thống điện trong bối cảnh thiếu nguồn cung là phải nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của người dân, doanh nghiệp. Tắt các thiết bị điện không sử dụng, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, thay thế những thiết bị có cùng năng suất nhưng tiêu tốn điện năng thấp, đều là giải pháp đơn giản nhưng thiết thực hiệu quả để chung tay cùng cả nước tiết kiệm điện. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành điện tại công văn số 6346 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ thiếu điện do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.